tôi ạ. À, xin mời cô và ban giám khảo cùng nghe. À, bộ đồ dùng của tôi thì làm từ nguyên liệu, đó là chủ yếu là chủ đạo là nguyên liệu là xốp ạ. Và một số nguyên liệu khác nữa, đó là vỏ lắc chai. Và để điểm cho cái bộ đồ của tôi không bị trầm quá thì tôi sẽ điểm cho lên đấy là những bông hoa đầy màu sắc làm từ giấy màu. Và khi thực hiện bộ đồ dùng này thì tôi đã dùng thước này, dùng bàn keo này để dùng hình cắt những ví dụ như cho những cuộc thi